Sau 40 tuổi cần nhớ 3 không và 4 nên trước khi đi ngủ. Sau 40 tuổi là giai đoạn quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Có những lưu ý trong thói quen sống hàng ngày, đặc biệt là khi đi ngủ mà bạn cần phải nhớ để có một sức khỏe tốt hơn, sống thọ hơn. Việc ăn, ngủ và vận động ở lứa tuổi này đều ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cũng như là tuổi thọ, nhưng nhiều người có thể không quá chú ý. Đặc biệt khi một người bước sang tuổi trung niên, giấc ngủ cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng như vô hại trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tuổi thọ của mỗi người. 3 không để khỏe mạnh hơn. Đầu tiên là không ăn trước khi đi ngủ. Nếu bạn đang có thói quen ăn vặt, ăn nhẹ trước khi đi ngủ thì tốt nhất nên thay đổi vì điều này sẽ không tốt cho sức khỏe. Thứ hai là không nên tức giận khi đi ngủ. Khi tức giận, nhiều người sẽ trực tiếp chọn cách ngủ để né những xung đột cãi vã. Tuy nhiên, nếu đi ngủ sớm với những cảm xúc tiêu cực, có thể sẽ dẫn đến rối loạn khí huyết, đồng thời sẽ dẫn đến chứng mất ngủ tạm thời. Nếu trước khi đi ngủ bạn thường có những cảm xúc như là nóng giận, bực tức thì sẽ bị mất ngủ kéo dài và trầm cảm, không có lợi cho tuổi thọ. Khoa học đã chứng minh rằng giữa cơ thể và cảm xúc của con người luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết. Giận dữ có thể gây ra nhiều bệnh tật, tức giận khiến tim bị tổn thương do cảm xúc bất ổn không tốt cho người mắc bệnh tim. Bên cạnh đó, khi con người tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, làm tổn thương gan ở một mức độ nhất định, dẫn đến huyết áp không ổn định. Do vậy, không chỉ người cao tuổi mà người trẻ cũng nên chú ý bớt nóng giận. Nếu bạn muốn kéo dài tuổi thọ, hãy để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Thứ ba là không nên uống nước ngay trước khi đi ngủ. Uống nhiều nước trước khi đi ngủ có thể làm tăng số lần đi tiểu vào ban đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Lượng nước tiểu thường sẽ giảm xuống vào ban đêm, cho phép bạn ngủ liền mạch từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Thế nhưng nếu uống 1 hoặc là 2 ly nước trước khi đi ngủ, chu kỳ giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng. Tiếp đến là 4 nên để sống thọ hơn. Đầu tiên là chúng ta nên đánh răng trước khi đi ngủ. Đánh răng trước khi đi ngủ quan trọng hơn đánh răng vào buổi sáng. Sau khi ăn đêm, cặn thức ăn còn đọng lại trong miệng. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ khiến răng miệng của người già dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, việc đánh răng vào buổi tối không chỉ đảm bảo sức khỏe răng miệng mà còn giúp cho bạn dễ ngủ, ngủ ngon hơn. Tiếp đến là nên ngâm chân trước khi đi ngủ. Ngâm chân mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể thư giãn, xua tan mệt mỏi, giúp ngủ ngon, ngủ sâu hơn. Thói quen ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ có thể làm giãn nở các mạch máu ngoại vi của chân và bàn chân, làm tăng lưu lượng máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, có thể ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả. Việc ngủ ngon hơn giúp bạn có một tinh thần thoải mái, có thể khỏe khoắn vào ngày hôm sau, từ đó sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện một cách rõ ràng, tuổi thọ vì thế mà kéo dài hơn. Thứ ba là chúng ta nên xoa bụng trước khi đi ngủ. Xoa bụng thường xuyên là phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất vì vùng bụng của chúng ta rất mỏng manh, lại chứa nhiều cơ quan nên chúng ta cần phải bảo vệ cho nó. Xoa bụng trước khi đi ngủ buổi tối có thể giúp loại bỏ mỡ tích tụ ở bụng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón và còn giúp bạn ngủ ngon hơn. Và thứ tư là nên chải tóc. Thói quen chải tóc trước khi đi ngủ cũng là một thói quen tốt nên được duy trì hàng ngày. Trên đầu chúng ta tập trung một số huyệt đạo quan trọng. Việc chải tóc không đơn giản chỉ là chải tóc cho hết rối, mà nó còn giúp kích thích và khơi thông kinh mạch và các huyệt đạo này. Từ đó giúp làm giảm mệt mỏi về thể chất, giúp thư giãn não bộ, rất hữu ích cho giấc ngủ của bạn. Nếu như mà bạn cảm thấy mệt mỏi và sử dụng trí não quá nhiều vào một số khung giờ trong ngày, bạn cũng có thể sử dụng lược gỗ để chải tóc. Thao tác này sẽ giúp cho não bộ nhận được đủ oxy, bảo vệ chân tóc và cải thiện trí nhớ.